phân loại ô tô theo nguồn nhiên liệu. Phần 1. Xăng. Động cơ xăng sinh ra công khi hỗn hợp nhiên liệu và không khí được đốt cháy bởi tia lửa của buji. Nhờ đặc tính dễ cháy của xăng nên động cơ có tốc độ cao, rất cơ động, công suất phát ra lớn, nguồn đốt gọn và giá thành rẻ, nên được sử dụng rộng rãi ở xe máy, ô tô con và các xe tải nhỏ. Động cơ diesel. Nhiên liệu diesel sau khi hòa trộn với không khí sẽ tự bốc cháy và sinh công khi được nén với áp suất và nhiệt độ cao. Vì đặc tính nhiên liệu nên động cơ có hiệu suất nhiệt lớn, công suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và tốc độ động cơ nhỏ hơn so với động cơ xăng. Tuy nhiên, do hoạt động với tỷ số nén cao, động cơ diesel thường có trọng lượng và kích thước lớn, chi phí sản xuất cao. Chính vì vậy, nó thường được dùng trên các loại ô tô bus, xe tải, xe công trình chuyên dụng. Động cơ điện. Ô tô điện đang trở nên rất phổ biến ngày nay. Nó là một biện pháp tối ưu giúp giảm khí thải độc hại ra môi trường. Với những ưu điểm thân thiện với môi trường, vận hành êm ái, giảm các bộ phận trên xe, động cơ điện đáp ứng nhanh và mạnh mẽ, nó sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp vận tải thế giới. Tuy vậy, nhược điểm lớn nhất của xe điện là thời gian sạc lâu cũng như dung lượng pin hạn chế. Đó là một vấn đề mà kỹ sư và các nhà nghiên cứu đang nỗ lực để cải thiện hàng ngày. Xe hybrid hay xe light, thuật ngữ này dùng để chỉ những chiếc xe sử dụng song song cả động cơ đốt trong và động cơ điện. Tùy vào cách phối hợp giữa hai động cơ để phân loại xe hybrid, có hai loại cơ bản, đó là serial hybrid và parallel hybrid. Ở serial hybrid hay hybrid tuần tự, hệ thống truyền động ô tô được dẫn động hoàn toàn bằng động cơ điện, động cơ xăng chỉ có nhiệm vụ sạc pin khi cần thiết. Đối với loại parallel hybrid, tức hybrid song song, cả hai loại động cơ đều tham gia truyền động cho ô tô. Xe hybrid đã thể hiện sự ưu việt của mình khi có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ bằng một chiếc xe tay ga, nhưng cấu tạo phức tạp và giá thành cao là một nhược điểm lớn.